Đã đi qua hơn 40 quốc gia trên thế giới, đặt chân đến những nơi hoang dã của châu Phi, cho đến những vùng đất mang đậm giá trị văn hóa ở Nam Ấn Độ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Du lịch là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Với tôi, du lịch là một cách sống khác ngoài nơi bạn sống hàng ngày. Những chia sẻ từ đồng nghiệp, từ học trò trong khoa du lịch, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nơi tôi làm giảng viên, chưa bao giờ là đủ, bởi tôi luôn tin rằng khi bước chân đi là bạn sẽ nhận được nhiều giá trị trong cuộc sống. Và tôi luôn mong chờ, đón đợi những bất ngờ đầy cảm xúc trong mỗi chuyến đi. Hãy đi và trải nghiệm. Quảng Bình nằm ở miền Trung, phía Bắc giáp Hà Tĩnh, phía Nam giáp Quảng Trị, phía Tây giáp Lào và phía Đông giáp Biển Đông. Khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa, chia làm hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Gió Lào bỏng rát, cát trắng miên man. Để có những ngày nghỉ hòa cùng thiên nhiên, trải nghiệm một cuộc sống khác biệt thường nhật, Quảng Bình thực sự là một lựa chọn đáng giá. Sau những tháng ngày bận rộn, bạn sẽ bắt đầu kỳ nghỉ của mình như thế nào? Trước khi khám phá thiên nhiên, cuộc sống người dân nơi đây, hãy bắt đầu bằng việc lựa chọn nơi lưu trú mang đến cho bạn nhiều hơn những xúc cảm. Sun Spa Resort là một trong những khu nghỉ lớn nhất ở Quảng Bình. Hãy cùng Lê Anh bước vào nơi đây. Chào anh Lê Anh ạ. Ừ, chào em. Đây là chìa khóa phòng của anh. À, em là Huyền, mời anh đi theo em. Ok. Anh đang đi đến một cái cầu rất là đặc biệt. Ồ, đây cầu đôi em ạ. Dạ, cái đẹp cái quá. Cầu này thì được một cái kiến trúc sư nổi tiếng ở Việt Nam là Hồ Thiều Trì đã đặc biệt thiết kế tại Sun Spa Resort. À. Dạ, và các bạn trẻ thì thường là thích đến đây check-in. Và ở nơi đấy thì đón rất là nhiều những người nổi tiếng đặc biệt như là Huyền Thái Gốt, Grand Norman đã đến Quảng Bình và đến đấy để nghỉ dưỡng. View đẹp quá. Lát nữa anh sẽ ra đây để ngắm nhìn. Buổi sáng thì mình có thể thức dậy và đón bình minh ở đây. Hiện tại ở đây thì có 234 phòng. Và đây là một trong những căn biệt thự đẹp nhất tại Sun Spa Resort. Mời anh lên anh. Đây hả em? Dạ. Tuyệt vời. Bạn xứng đáng trở thành một thượng khách ở những khu nghỉ như thế này chứ ạ. Bởi vì bạn có một năm làm việc vất vả rồi. Và hãy tự thưởng cho mình những cái kỳ nghỉ tuyệt vời. Điều làm Lê Anh rất là ấn tượng đó chính là những cái cử chỉ, ánh mắt, nụ cười tiếp đón đầu tiên. Nó không chỉ là những cái ấn tượng ban đầu đâu. Với Lê Anh nó là văn hóa. Bây giờ thì Lê Anh đang nhớ đến rất nhiều những chuyến đi của mình đến những vùng đất mà ở đó đều có chung một mẫu số là họ đều rất là nồng nàn. Nhưng mỗi một nơi thì biểu lộ cái sự nồng nàn rất là khác nhau. Và đến bây giờ vẫn không thể quên được. Thì mọi người đều có cách để biểu lộ văn hóa của mình thông qua chính những cái lời chào và sự đón tiếp ân cần ban đầu. Trong cái nắng gắt của miền Trung, Sun Spa Resort là nơi ẩn dật đầy quyến rũ với không gian thoáng rộng. Từ trong khu nghỉ, phóng tầm mắt ra biển, thấp thoáng những con thuyền đang ra khơi. Biển trong xanh, bãi cát dài trắng mịn, khung cảnh lộng gió, tất cả mang đến một cảm giác thật khoáng đãng và thư thái. Những hàng dừa rợp mát, khu nghỉ thật trong lành và yên bình, có tiếng lũ trẻ đang chơi đùa.
Con lấy gì đấy? Có cần chú giúp không? Nào chú đỡ cùng nào, đi đi nào. Đi từ từ, từ từ, từ từ. Từ từ không là nước có rơi ra. Đấy, đi từ từ thôi. Chú đỡ cái tay rồi. Con đổ ở đâu? À, chú lấy ai mà chú? Ê, con chào con. Trên TV. Thế các con đang chơi gì đấy? Bạn con đang chơi lâu loài cát à? Chơi nghịch cát, ngày xưa chú cũng rất thích chơi nghịch cát như này nhá. Ừ, chú đắp lâu loài cát đấy. Chú ơi, ơi, cát này từ đâu ra à? À, cát này từ biển đấy con. Dạ. Núi này, xong bắt đầu mưa xuống này, dạ, nước chảy này, thế là núi bị xói mòn đúng không? Dạ. Ờ, thế tạo thành cát, những cái hạt nhỏ nhỏ li ti này này, dạ, thì từ đất liền nó lại trôi ra biển, dạ, xong dần dần lại bồi đắp trở lại thành bãi biển như thế này. Và bờ biển này là chính xác là từ trong đất liền ra biển, rồi lại từ biển lại trở vào đất liền. Hiểu chưa nào? Dạ. Ừ. Chú ơi, tại sao ở Singapore không có nhiều cát như này đâu ạ? Ờ. Con thấy toàn bùn thôi. À thế à, con đi Singapore rồi à? Vâng ạ. Không tắm được. Đúng rồi, bởi vì là không phải lúc nào và ở đâu cũng có những cái bãi cát đẹp như ở Việt Nam mình đâu. Wow. Đây là mình đang ở miền Trung đúng không? Vâng ạ. Và con biết là ở miền Trung Việt Nam đang sở hữu những cái bãi biển được bình chọn là đẹp nhất hành tinh đấy. Bây giờ bọn mình sẽ chạy đến cái cờ xanh xanh nhá. Vâng ạ. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Ok, chuẩn bị cầm cốc nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Chưa chị cố chuyển anh lên, ông không chuyển em đâu. Chú ơi. Ơi. Bãi biển dài đến đâu hả chú? Ôi dài lắm. Bãi cát dài tới tận đâu? Với cốm hẳn là rất rất dài. Bãi cát chạy hút tầm mắt, lũ trẻ chạy nô đùa trên cát, cát mịn như lụa dưới chân. Cát là niềm vui của bọn trẻ. Quảng Bình có đặc sản là cát, những cồn cát rộng mênh mông. Cát đẹp và lạ lẫm trong con mắt của những đứa trẻ ở thành phố như cốm. Cát đưa chân Linh Anh vào cốm, cô bạn nhỏ mới quen, đầy sự tò mò tới đồi cát Quang Phú. Cả tràng cát rộng hàng ngàn mét vuông, mịn và sạch. Trượt cát cũng là trò chơi rất hấp dẫn đối với các bạn trẻ đến du lịch Quảng Bình. Chỉ với một miếng nhựa, bạn có thể tham gia vào trò chơi cảm giác mạnh khi trượt từ đỉnh những đồi cát xuống. Ngập mắt là gió và cát, cát lạo xạo dưới chân. Cát không còn dịu dàng nữa, những trận gió lớn khiến cốm bỏng rát chân, cát bay cả vào mặt. Chú ơi, cát ở đây cứ níu chân cháu lại, cháu không thể nào mà đi được. Cây có thể mọc được. Mênh mông là cát, cát nhiều thế này cây sống làm sao? Những bông hoa nhỏ xíu trên cát bọc, nó giống như sức sống mãnh liệt và bền bỉ của người dân Quảng Bình nơi đây. Nói với cốm mà dường như nói với chính mình, cát trải dài, đi tiếp là tới làng trải ven biển. Buổi trưa nắng, chỉ có những con thuyền đã nằm nghỉ sau một đêm ra khơi. Những đàn cá phơi chạy dài, sáng bạc dưới nắng. Nhớ nhé cô bé, chỉ có ở đây mới có mùi cá khô đặc trưng thế này thôi. Bạn đang phơi cá phải không ạ? Dạ, phơi cá. À, chú nói với con này, ở vùng này ấy, thì mọi người gọi các bà, các mẹ như bà là mẹ. Gọi mẹ, gọi mẹ. Mẹ đúng mẹ, không? Ok. Mẹ. Mẹ ơi, thế đây là cá gì mẹ? Đây là cá cơm. Con nhìn đi. Đây là cá cơm này. Đây cá cơm. Wow. Đây. Cá cơm. Dạ. Thế còn cái con cá trắng trắng kia là con cá trắng này là con cá ve. Cá ve. Cá ve. Thế như vậy là mình bắt cái con cá này là vào mùa nào?
mùa gì tháng 5, tháng 6 đấy. Vâng, chỉ có cái hai cái mùa hay hai mùa đấy. Có qua mùa đông nó không có nữa. Mẹ ơi, thế số cá này thì phơi trong bao lâu ạ? Cá này thì phơi xong là 5 kg cá, cá tươi thì được 1 kg cá khô. Vâng. Mà cá như là 7 kg cá tươi thì được 1 kg cá khô. Ừ. Nhưng mà trong lượng hoàn khi cá tươi là mấy họ như 20-25 thì đến khi cá khô là phải là 5 kg cá tươi, một cá khô thì phải thêm tiền như nữa. Còng cả công trong nhân làm, còng cả là công phơi, công trở sang trở lại thì đúng là 150 kg một cân. Thế là cứ 4 giờ sáng ở đây thì rất là sôi động đúng không ạ? 4 giờ sáng là tấp người đây tấp nập lắm. Vâng. Người là đi cá, là người mua cá, rồi người đưa cá lên cân, rồi là người ta. Mai con phải xem 4 giờ sáng như thế nào. 4 giờ sáng là đến đây mà xem. Cố mà không ngủ dậy được sớm thì chú đi mình nhé. Ok. Gắng cái cháu, gắng cái 4 giờ ra xem. Cảm ơn mẹ ạ. Con bắt tay mẹ. Vâng, cảm ơn mẹ. Con bắt tay mẹ đi. Rồi, xin chào mẹ ạ. Rồi, chú bảo mình đi nhé. Làng chài thực sự sống động khi những con tàu trở về vào sáng sớm. 5 giờ sáng, những chị, mẹ đã chuẩn bị sẵn xô chậu để mua cá cho kịp giờ chợ buổi sớm. Bây giờ đang là mùa mưa, sáng sớm có những cơn mưa nhỏ, nhưng chợ không vì thế mà bớt đông. Thuyền về, cá tôm đầy thuyền, quả thực là niềm vui của người dân địa phương nơi đây. Đây là địa phận của Nhân Trạch, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và Lê Anh đang có mặt tại một cái nơi gọi là cảng cá thì hơi sang một chút, nhưng đây là một nơi tập kết của bà con. Buổi sáng thì mọi người thuyền về và mang rất nhiều cá tôm về đây. Người dân thì thu mua lập tức ở đây, cho nên từ 4 giờ sáng, theo lời hẹn của một người dân ở nơi đây, ngày hôm qua Lê Anh gặp, thì Lê Anh đã có mặt ở đây để chờ cho đến khoảnh khắc này. Một ngày thì bao nhiêu thuyền về hả cô? Đông, 200 thuyền. 200 thuyền. Thế thì bà con ở khắp nơi về đây để thu mua, xong đưa về các chợ luôn. Bắt đầu đi, các nơi. Ôi cá, cá cơm mà em? Dạ vâng ạ. Wow, mình lột một mẻ nguyên như này à? Không bị lẫn à? À không ạ. Đây, đặt đây, đặt đây. Chỗ này khoảng bao nhiêu cân em? Dạ... Anh bê thử này. Wow, đây là một cái mẻ lưới của mình toàn cả cá cơm thôi. Vâng. Tuyệt vời quá nhỉ? Cá cơm rất là ngon các bạn ạ. Được coi là đặc sản Quảng Bình đấy. À, như vậy là em vừa đi biển về đấy à? Dạ vâng. Em đi mấy ngày? Một ngày thôi. Dạ, đi à... tối đi sáng về ạ? Ờ, tối hôm qua đi. Vâng, sáng hôm nay về. Wow! 18 tuổi, đã đi biển được 4 năm, thức trắng đêm trông và kéo lưới. Tuyệt nhiên không có chút nào của sự mỏi mệt, chỉ thấy niềm vui sáng bừng trên gương mặt. Lội lên lội xuống từ tàu để chuyển cá lên bờ, cậu vẫn tranh thủ nghịch ngợm một cách rất hồn nhiên. Chỉ ít giờ nữa thôi, những mẻ cá một phần sẽ được mang bán ở chợ, một phần sẽ được làm sạch, ướp muối và đem phơi dưới cái nắng bỏng rát. Cá khô ở đây trở thành đặc sản, có lẽ một phần cũng nhờ nắng. Và làng chài sẽ mơ màng, tĩnh lặng, yên ả dưới nắng trưa. Thời gian như một dòng chảy, dù đã đến Quảng Bình nhiều lần, nhưng mỗi lần lại có những người bạn mới, những cảm xúc mới. Khu nghỉ Sun Spa Resort sẽ cho bạn những phút tĩnh tại để lắng lại những cảm xúc ấy. Đến với Quảng Bình lần này thì Linh không chỉ hy vọng rằng mình có một kỳ nghỉ tuyệt vời sau những ngày làm việc. Linh muốn kiểm nghiệm lại một khái niệm 3S rất là kinh điển ở trong du lịch. Đó là gì? Sea, biển. Biển vẫn luôn ưu đãi con người nơi đây. Sen, cát trắng, một đặc sản Quảng Bình. Và Sun là một tỉnh có sự sở hữu nhiều ngày nắng nhất Việt Nam. Hẳn nhiên Quảng Bình rất có lợi thế trong vấn đề này. Như vậy là khái niệm du lịch 3S chắc chắn dành cho Quảng Bình rồi. Và phải thêm một yếu tố nữa, đó chính là con người. Những người mà tôi gặp trong những ngày này thật tuyệt vời. Những người dân thuần túy, chất phác, những em bé, những khách du lịch, tất cả mọi người đã tạo nên cho tôi một cái cảm giác rằng chúng ta đang cùng nhau làm nên một miền biển hứa Quảng Bình.